Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Hoàng Nguyên, phân nhiệm Hội đồng Mục vụ xứ Hoàng Nguyên khóa 2, nhiệm kỳ 2024-2028. Căn cứ vào quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2023. Chiếu theo chương 3 quy định về việc tuyển chọn. Căn cứ vào kết quả bầu cử bằng phiếu kín của đại diện các gia đình trước và sau thánh lễ hồi 16 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024. Sau khi gặp gỡ, trao đổi với những vị trúng cử vào Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, tôi Phaolô Phạm Văn Mạnh, Linh mục Chính xứ Hoàng Nguyên, xác nhận danh sách các thành viên chính thức tham gia vào Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hoàng Nguyên khóa 2, nhiệm kỳ 2024-2028 với những chức danh như sau. 1. Ông An Tôn Lại Ngọc Tăng, sinh năm 1968, chức vụ Trùm trưởng Điều hành chung. 2. Ông Jacobe Đào Văn Mông, sinh năm 1962, Trùm nội vụ kiêm nhiệm thư ký quản lý sổ sách giấy tờ, đặc trách làm phép huyệt. 3. Ông Giuse Lại Văn Thọ, sinh năm 1965, Trùm ngoại vụ, đặc trách đối ngoại, ban hội đoàn xóm, vườn thánh. 4. Ông Giuse Đào Văn Định, sinh năm 1968, thủ quỹ, đặc trách kiến thiết, bảo trì, quản lý nhà kho. 5. Ông Phaolô Đào Đức Lại, sinh năm 1969, ủy viên, đặc trách phụng vụ phòng thánh. 6. Ông Giuse Lại Văn Dũng, sinh năm 1977, ủy viên, đặc trách âm thanh ánh sáng lễ sinh. 7. Ông Giuse Lại Văn Thoi, sinh năm 1965, ủy viên, đặc trách khánh tiết, văn hóa xã hội, cây xanh, đồng hành với giới trẻ. 8. Bà Maria Đào Thị V, sinh năm 1966, ủy viên, đặc trách môi trường. 9. Bà Maria Vương Thị Bảy, sinh năm 1972, ủy viên, đặc trách Caritas Bác Ái Xã Hội. 10. Bà Maria Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1970, ủy viên, đặc trách truyền giáo Vườn Tược. 11. Bà Maria Lại Bích Liên, sinh năm 1971, ủy viên, đặc trách gia đình dâng hoa. Hoàng Nguyên ngày 15 tháng 7 năm 2024, Linh mục Chính xứ Phaolô Phạm Văn Mạnh. Chúng ta một cùng nổ trong ngón tay để chúc mừng cho các thành viên mới. Vậy, trong ý thức và tình thông,
Anh chị em có muốn thành tâm chu toàn nhiệm vụ được trao ban dưới sự hướng dẫn của tôi không? Trong ý thức và tự do, anh chị em có muốn đoàn kết và hợp tác với nhau để công việc điều hành, xây dựng và phát triển giáo xứ mang lại hiệu quả tốt đẹp không? Trong ý thức và tự do, anh chị em có muốn tích cực xây dựng công bình, bác ái, hòa thuận và tình yêu thương tương trợ với hết mọi người trong giáo xứ không? Trong ý thức và tự do, anh chị em có muốn tận dụng mọi khả năng Chúa ban để giúp mọi người nhận biết, mến yêu, cùng thờ Chúa và yêu thương nhau không? Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Ngài đã khởi sự nơi anh chị em. Chúng ta cùng đồng chạm vào tay để tạ ơn Chúa.